để loại bỏ mụn thịt và mụn cóc chỉ sau một đêm với công thức cực kỳ đơn giản tại nhà. Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dr. Nhung, kênh của bác sĩ Nguyễn Thị Nhung, bác sĩ chuyên khoa 1 về da liễu thẩm mỹ. Và chủ đề ngày hôm nay, bác Nhung sẽ hướng dẫn mọi người hai công thức để có thể loại bỏ hoàn toàn mụn cóc và mụn thịt ngay tại nhà với những cái nguyên liệu cực đơn giản mà dễ kiếm. Nhưng trước khi vô chủ đề chính ngày hôm nay, bác Nhung rất hy vọng nếu bạn là người lần đầu tiên ghé tới kênh thì hãy nhấn vô dấu đăng ký để khi bác Nhung ra những video clip mới, các bạn sẽ được thông báo ha. Mụn cóc, mụn thịt, đây là một vấn đề rất là nhiều người bận tâm vì đa số mọi người sẽ mắc phải. Thì có nhiều người hỏi bác Nhung, ngoài những cái biện pháp làm tại spa, tại phòng khám thì có phương pháp nào mà điều trị vấn đề này ngay tại nhà không? Tại vì các bạn ở tỉnh xa và các bạn không có điều kiện tiếp xúc với phòng khám. Thì hôm nay bác Nhung sẽ chia sẻ với mọi người hai công thức làm ngay tại nhà giúp loại bỏ những tình trạng như là mụn thịt và mụn cóc chỉ sau một đêm. Và có những người có thể áp dụng cái công thức này sau 1-2 tuần thì dường như những cái mụn thịt và mụn cóc sẽ được loại bỏ. Và trước khi vô hai công thức đó thì bác Nhung cũng muốn mọi người hiểu rõ cơ chế tại sao lại có mụn thịt, tại sao lại có mụn cóc để mình kiểm soát rõ những cái cơ chế và những cái nguyên nhân gây ra bệnh. Từ đó các bạn sẽ hạn chế tình trạng bị tái phát ha. Đối với mụn thịt, đây là những cái u lằn. U lằn thì khác gì ung thư. Cái này không phải ung thư ha mọi người ha. Nó là những cái u lằn do tăng sinh tế bào tạo thành những cái u có đường kính dưới 1 cm và nó có thể có màu nâu hoặc là màu da. Và nó sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Tuy nhiên, nó sẽ tiềm ẩn những cái nguyên nhân, những cái bệnh nội khoa ở bên trong. Và khi mình tìm hiểu, mình sẽ kiểm soát những cái yếu tố nguyên nhân để từ đó mình sẽ có thể kiểm soát cái tình trạng mụn thịt. Và mụn thịt nó thường liên quan đến những người có nồng độ estrogen cao, những người béo phì hoặc là những người đái tháo đường. Tại sao lại như thế? Các bạn có để ý là khi các bạn có thai nè, thường các bạn sẽ bị tình trạng mụn thịt không? Khi các bạn có thai thì nồng độ estrogen nè, nồng độ progesterone trong cơ thể tăng cao và đây là một trong những nguyên nhân kích thích cho tình trạng mụn thịt tăng sinh. Bên cạnh đó, nếu các bạn béo phì nè thì các bạn cũng dễ có nguy cơ bị mụn thịt hơn những người khác. Và mụn thịt thường tập trung ở đâu? Nó sẽ tập trung ở những cái vùng có nếp gấp như là cổ nè, những cái nếp gấp cổ nè, hoặc là nách nè, hoặc là có người bị ở vùng bẹn nè, hoặc là vùng sinh dục nè, hoặc thậm chí có những người ở đường thực quản hoặc là khí quản cũng có những cái mụn thịt này. Và có một yếu tố liên quan đến với mụn thịt nữa, đó là những người bị tiểu đường. Khi nồng độ đường huyết cao thì cơ thể của mình sẽ phải sản xuất rất là nhiều một cái hormone điều hòa đường huyết trong cơ thể, đó là insulin. Và cái hormone này khi mà được sản xuất quá nhiều hoặc là kháng insulin trong cơ thể thì thường ở những người này sẽ dễ bị tình trạng mụn thịt hơn. Đó là những cái nguyên nhân, những cái yếu tố liên quan đến mụn thịt. Khi các bạn kiểm soát tốt thì dường như các bạn sẽ không bị tình trạng mụn thịt tái phát. Được chưa nào? Ok không? Còn tình trạng nữa đó là mụn cóc. Mụn cóc này nó sẽ liên quan đến một loại vi khuẩn là HPV hay còn gọi là vi khuẩn u nhú. Và đối với HPV chúng có tới 130 cho đến 140 loại khác nhau. Đó, mỗi một loại sẽ gây ra một cái tình trạng khác nhau. Và đối với mụn cóc á, thì nó thường mọc ở đâu? Có thể mọc ở bất kỳ đâu trong cơ thể, có thể mọc ở mặt nè, ở tay, ở chân hoặc thậm chí là ở những bộ phận sinh dục. Và mụn cóc thì nó sẽ liên quan tới HPV và nó liên quan đến virus thì nó có nguy cơ lây từ người này qua người khác. Vì thế chúng ta phải điều trị chúng dứt điểm. Thế tới đây thì mọi người đa số sẽ nắm sơ sơ cái cơ chế cũng như là nguyên nhân gây ra tình trạng mụn cóc và mụn thịt rồi đúng không? Đối với những cái tình trạng này thì thường ở phòng khám hoặc các spa thì đa số bác sĩ sẽ chỉ định cho một phương pháp như là chấm nitơ, chấm nitơ lỏng hoặc là những cái biện pháp laser công nghệ cao hơn đó là laser CO2. Thì khi cắt tốt này sẽ lấy đi những cái mụn thịt hoặc là lấy đi những cái mụn cóc trên da của các bạn. Tuy nhiên, có những bạn ở rất là xa hoặc là không có điều kiện đến khám thì bác Nhung sẽ chỉ cho mọi người hai công thức để giúp loại bỏ mụn thịt ngay tại nhà. Công thức đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng hai nguyên liệu thôi. Một là povidin iốt 10%, thì cái này là dung dịch sát khuẩn, các bạn có thể mua ở bất kỳ nhà thuốc nào. Và nguyên liệu thứ hai đó là tỏi tươi. Hai nguyên liệu này các bạn mua về thì các bạn
lấy một cái chén ra. Mình sẽ nghiền những cái tép tỏi tươi, mình lấy khoảng 1 cho đến 2 giọt tỏi, nước tỏi bỏ vô chén. Và bước thứ hai đó là mình sẽ nhỏ 1 cho đến 2 giọt povidine iốt vô chén hỗn hợp chúng ta vừa chuẩn bị. Và hỗn hợp này chúng ta sẽ bôi lên cái mụn thịt hoặc là mụn cóc ngày 2 lần ha, ngày 2 lần. Sau đó các bạn dùng một miếng băng keo cá nhân các bạn băng lên. Đó, sau khoảng một ngày thì đa số mụn cóc và mụn thịt của bạn sẽ co nhỏ lại. Tuy nhiên có những người phải áp dụng nó khoảng 1 đến 2 tuần thì mới có thể loại bỏ những tình trạng mụn thịt mụn cóc này. Đó là công thức khá là đơn giản đúng không? Và đối với công thức này khi các bạn sử dụng á, thì các bạn cũng chỉ sử dụng trong ngày thôi, và hôm sau chúng ta nên làm một cái hỗn hợp mới, tại vì chúng ta phải đảm bảo cho tỏi tươi, tại vì trong tỏi có một cái hoạt chất đó là allicin, và cái thành phần này nó rất là tốt trong việc loại bỏ vi khuẩn HPV cũng như là loại bỏ tình trạng mụn thịt, được không nè? Và có nhiều người áp dụng công thức này sau một tuần mà không thấy tác dụng gì hết hoặc là không có thấy chuyển biến gì hết thì các bạn sẽ nên chuyển qua công thức thứ hai. Công thức này sẽ mạnh hơn, đó là các bạn mua thuốc aspirin và các bạn nghiền nát ra, các bạn cho thêm một ít nước, rồi sau đó các bạn sẽ cái dung dịch thuốc này vô cái phần mụn cóc hoặc mụn thịt. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ băng lại, mình sẽ băng lại ha. Đối với phương pháp này thì cũng là khá là hiệu quả. Thường á, đa số 1 đến 2 tuần là các bạn đã thấy tình trạng mụn cóc và mụn thịt của mình biến mất rồi. Và tuy nhiên nếu mà sau khi áp dụng hai phương pháp này mà vẫn không có chuyển biến thì tốt nhất các bạn nên đi khám bác sĩ da liễu để bác có thể khám cho mình nè, coi cái mức độ to của mụn thịt và mụn cóc hoặc là mức độ vi khuẩn để bác có thể chỉ định thêm những cái thuốc bôi hoặc là những cái liệu pháp công nghệ cao để loại bỏ hoàn toàn hai cái tình trạng này ha mọi người ha. Nghe tới đây thì các bạn cũng biết được hai công thức rất là dễ dàng tại nhà để giúp mình loại bỏ hoàn toàn mụn cóc và mụn thịt rồi đúng không? Nếu các bạn thấy video clip của bác Nhung hay và hữu ích cho mình, đừng quên like này, share và đăng ký kênh bác Nhung. Đặc biệt nhớ ấn vào cái quả chuông thì khi bác Nhung ra những video clip mới, mọi người sẽ không bị bỏ lỡ ha. Và nếu các bạn có những thắc mắc xoay quanh vấn đề về da, về thẩm mỹ hoặc là những vấn đề xoay quanh sức khỏe hoặc các mẹo chăm sóc da, các bạn có thể comment xuống phần bình luận. Khi bác Nhung thấy, bác Nhung sẽ trả lời mọi người một cách nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo.